cuộc điều tra bế tắc. Không có thông tin về hung thủ, và cũng không nhận được sự hợp tác của người dân trong khu vực, các điều tra viên gần như rơi vào bế tắc. Bất ngờ cảnh sát nhận được một cuộc điện thoại nặc danh cho biết mình đã nhìn thấy có hai người đàn ông đi đi lại, lại rất lâu quanh khu vực gia đình Hastings ngay trước vụ hỏa hoạn. Hai người này sau đó đã chạy tới một chiếc xe ô tô gần đó, trên xe có một người khác đang đợi sẵn, nhanh chóng, cả ba lao đi trong đêm. Trước tình hình hiện tại, đây được coi là thông tin rất có giá trị. Cảnh sát cho biết, ngôi nhà bên cạnh gia đình Hastings được biết đến là nơi các đối tượng anh chị trong khu vực tập trung trao đổi và bán lẻ ma túy. Cho nên, không loại trừ khả năng có thể đây mới là mục tiêu của hung thủ, nhưng đã ra tay nhầm nhà. Ngoài ra, ngọn lửa chỉ bùng lên khi hung thủ đã chắc chắn chúng đã rời khỏi hiện trường. Như vậy, đây phải là những kẻ có kinh nghiệm trong việc phóng hỏa. Trong khi các nhân viên điều tra tập trung gần như hoàn toàn lực lượng nhằm xác định danh tính người nặc danh gọi đến và chiếc xe, cũng như những đối tượng tình nghi mà người này nhìn thấy thì bất ngờ lại nhận được cuộc gọi của người đàn ông nặc danh kia. Trong khi cảnh sát chờ đợi một thông tin mới, thì người này bất ngờ thông báo mình đã nhầm về những gì đã nhìn thấy. Theo đó, thời gian chiếc xe cùng ba người đàn ông xuất hiện là vài ngày trước, chứ không phải hôm xảy ra hỏa hoạn. Biết rằng đã đi sai hướng, cảnh sát tiếp tục lên những phương án mới. Tuy nhiên, đã hơn 6 tháng trôi qua cuộc điều tra vẫn không có kết quả. Lực lượng cảnh sát đã muốn dừng quá trình điều tra và chuyển nguồn lực cho những vụ án khác. Gia đình Hastings đã chuyển đi nơi khác sau vụ hỏa hoạn và không còn mong có thể tìm được hung thủ. Vậy nhưng, khi ngay đến cảnh sát cũng không còn nhiều hy vọng thì bất ngờ đã xảy đến. Cuộc gọi bất ngờ. Một ngày, Tommy Hastings nhận được một cuộc điện thoại. Đầu dây bên kia có tiếng một người đàn ông ngập ngừng. Tôi xin lỗi vì đã giết chết những đứa con của ông. Và khi Tommy chưa kịp nói gì thì người đàn ông đã dập máy. Một vài tuần sau, phòng cảnh sát điều tra cũng nhận được cuộc điện thoại với lời thú tội tương tự. Một người đàn ông nhận mình đã phóng lửa đốt nhà Hastings nhưng cảnh sát cũng không kịp hỏi gì thêm. Cuộc gọi được ghi âm nhưng thật sự khó khăn để xác định danh tính người này. Cảm nhận đây không phải là những lời nói dối, cảnh sát quyết định khoanh vùng đối tượng và thẩm vấn từng người với quyết tâm tìm ra hung thủ, dù biết đó là một việc tốn nhiều thời gian và có thể vô ích. Và đúng như dự đoán, gia đình nạn nhân có khá nhiều kẻ thù nên danh sách nghi phạm cũng nhiều vô kể. Tuy nhiên, đã mất nhiều thời gian, cảnh sát vẫn không thể tìm ra kẻ thực sự đáng nghi. Cuối cùng, một trong những đối tượng bị thẩm vấn là Bruce Jock Peter Lee, 19 tuổi. Bruce không chỉ biết xác Lee Hastings mà còn tham gia vào một số trò phá phách của cậu. Ngoài ra, có tin đồn Bruce là một người có vấn đề về giới tính. Khi Bruce bước vào phòng thẩm vấn, điều tra viên đã sử dụng đòn tâm lý bằng cách nghiêm mặt khẳng định luôn rằng Bruce, chính cậu đã phóng hỏa đốt nhà Hastings. Mối quan hệ giữa cậu và xác Lee là nguyên nhân khiến cậu ra tay với gia đình họ. Dù hỏi như vậy nhưng các nhà điều tra cũng đoán rằng họ sẽ phải nghe lời chối tội, như những lần thẩm vấn trước đó. Nhưng họ đã thật sự bất ngờ khi nghe nghi phạm 19 tuổi trả lời một cách ngập ngừng, tôi không có ý định giết họ đêm hôm đó. Nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.